nhìn form ngon quá mà tỷ giá quá anh ơi đấy là một trong những yếu tố mà khiến cho anh em đầu tư anh em bị uh, bị mắc bẫy bị mắc bẫy yeah. một trong những yếu tố mà khiến anh em đầu tư anh em bị mắc bẫy tức là anh em nhìn những cái đã có chứ anh em không dự báo được cái tương lai nó sẽ như thế nào ai nói đầu tư chứng khoán là đầu tư theo kỳ vọng tương lai nhưng mà tất cả những cái gì số liệu đang thấy mà anh em đọc được toàn là số liệu hiện tại và quá khứ Tức là những cái số liệu mà anh em xem ngày hôm nay nó có thể là quá khứ của ngày mai. À, tức là ngày mai có thể nó là quá khứ rồi. Nhưng anh em lại dùng cái số liệu đấy để anh em đi phân tích. Nhưng mà thị trường chứng khoán nó rất là hay, nó luôn phản ứng trước cái số liệu đó. Trước cái số liệu đó. Và có một cái vấn đề số 2 mà khi anh em đi đầu tư cái này tiện mình nói luôn thôi. Đó là ví dụ như mấy thằng bạn của mình ấy nó phân tích rất là nhiều. Để mà ra quyết định được phân tích được là mua con này con kia. Nó phân tích nhiều lắm phân tích từ vĩ mô tổng thể rồi, tất nhiên ok, từ vĩ mô tổng thể rồi từ uh, gọi là PEBE -E, định giá như thế nào, tức là cái bộ lọc của nó nó phải khoảng 30 tiêu chí. À, mình bảo chứ, bây giờ mình, bây giờ ông mà nói thật ông mà cưới vợ ông ấy, ngày xưa ông thích vợ ông ấy, tôi thề với ông vợ ông chỉ có khoảng hai tiêu chí là ông thích thôi một là bưởi nó to hai là mông nó to ba là mặt nó xinh hay là như thế nào gặp ông chỉ có một tiêu chí thôi lão đã quất bố rồi ông tán rồi sau này về mới biết là nó thế này thế kia các thứ Đấy, người lọc cổ phiếu bộ lọc phải khoảng 30 tiêu chí 30 tiêu chí dối não chết bà rồi lọc được cổ phiếu đó, nó trần bố rồi bốn năm cây rồi <laughs> anh em hình dung không vì thế nên là co gọi số lượng tiêu chí lại ví dụ anh em cái hình dung là ngày xưa đi mua chỉ cần thấy là khác nó mua là mình mua rồi có tiêu chí một tiêu chí đấy là một tiêu chí là thật khác nó mua là mình múc nhưng mà đến khoảng chục năm gần đây anh em đầu tư đặc biệt là sau cái đợt giảm 2022 đến bây giờ anh em đầu tư có là anh em bây giờ là vì tiêu chí là cũng phải thế giới nó phải ngọt đồ nó phải ngon tỷ giá nó phải ổn đúng không nên là nhiều khi là anh em lỡ là chuyện bình thường rồi chỉ số nó phải ổn ổn định giao dịch về uh, trên MA20, trên MA50, trên 2200 tức là nó nó nhiều tiêu chí đó nó quá nhiều tiêu chí nhá yeah. <laughs> nhưng quan trọng là anh em phải biết những cái tiêu chí nào là cần thiết ví dụ như là cái vĩ mô người ta nó không có thay đổi có thể anh em sẽ thấy là những cái nghiệp vụ mà SBV sẽ sử dụng để ổn định cái mặt tỷ giá uh, chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi đó là tỷ giá liệu có leo thang tiếp được hay không đúng không câu trả lời có trong ngắn hạn thì vẫn sẽ áp lực tại vì các đồng tiền uh, nó cấu tạo đô la index nó đã điều chỉnh vì châu âu đã giảm lãi suất euro điều chỉnh đúng không vì thế đô la index có xuống tăng trở lại thì cái chuyện này là cái chuyện mà dường như là anh chị em cũng phải lường trước được rồi đúng không chúng ta lường trước rồi và chúng ta phải chờ một cái đợt giảm lãi suất đầu tiên của fed thì xem nó là như thế nào từ lúc đó đô la index bắt đầu nó mới nó cái xu hướng nó chững trở lại được đấy ví dụ là như thế còn quan trọng là ngân hàng nhà nước có những cái động thái gì để nâng lãi suất điều hành hay không nếu mà không có những cái động thái để nâng lãi suất điều hành thì sẽ can thiệp bằng những cái nghiệp vụ mà nghiệp vụ người ta can thiệp ý, thì cách đây khoảng hai ba năm anh em không biết nghiệp vụ là cái gì đâu bây giờ anh em bắt đầu biết bán đô support bán đô uh, các thứ giao ngay vân vân nhiều nghiệp vụ quá đấy là nghiệp vụ người ta người ta làm yeah. người ta làm <laughs> một hai tiêu chí thôi thế chứ anh em nhiều tiêu chí quá chết đấy chết <laughs> vì thế mỗi người nên giỏi một trường phái còn ông nào mà giỏi nhiều kiến thức quá thì thông thường đầu tư không ăn thua đâu anh em cứ xem những cái ông mà phân tích rất là giỏi phân tích kiểu chuyên chuyên gia phân tích kiểu từ vĩ mô đến tất cả mọi thứ ấy vĩ mô phân tích tất cả mọi thứ ấy đầu tư không ăn thua đâu khẳng định luôn đánh thực chiến và thực chiến chết như bình thường vì người ta vậy người ta mới phân ra đó là trong một công ty thường người ta phân là phòng phân tích là phòng riêng tức là những ông phân tích là cấm đánh đấm thực chiến chỉ đưa số liệu dữ liệu và ông phân tích ra thôi và ông dự đoán xu thế của tương lai thôi chỉ cấm đầu tư cả đầu tư là thua ngay nó <laughs> lại như thế yeah. đánh thực chiến nó còn nhiều cái yếu tố lắm không ạ đâu phải là mỗi yếu tố phân tích phân teo là nó ok đâu tâm lý tâm lủng rồi form dẫn dắt rồi form mẫu hình rồi nhóm ngành các thứ nhiều cái lắm